Vì thế, các vị tổ sư đại đức khuyên dạy chúng ta: đản đương mạch trực niệm khứ, tiện thị vô thượng thâm thiền. Câu vô thượng thâm thiền là do chính Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Nhất tâm trì danh, tức là niệm một câu A-di-đà Phật, chính là vô thượng thâm diệu thiền. Hình như câu này được chép trong kinh Đại Tập. Vô luận định trì, tán niệm, quyết định công bất đường quyền. Định trì là định khóa, tán niệm là chẳng thuộc về định khóa. Hễ có dịp bèn niệm Phật, tán niệm chẳng phải là tâm tán loạn. Tâm tán loạn niệm Phật chẳng được, phải nhất tâm, phải dùng cái tâm cung kính để niệm Phật. Tán có nghĩa là chẳng thuộc vào lúc thực hiện định khóa. Định khóa của chúng ta là khóa tụng sáng tối, nhằm lúc chẳng phải là định khóa. Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, Phật hiệu chẳng gián đoạn, thì gọi là tán niệm. Chắc chắn chẳng phí uổng công phu định lực. Những lời này đều do lão cư sĩ đã trích lược từ kinh văn và ngữ lục của tổ sư đại đức, đúng là chẳng giả tí nào.